viêm đường tiết niệu nguy hiểm không? Cùng nghe bác sĩ Nguyễn Tân Cương chia sẻ để biết rõ hơn nhé. Thì nếu mà chúng ta không điều trị thì nó sẽ có một số những cái tình trạng là ví dụ như là nó sẽ nhiễm trùng, nó sẽ diễn tiến nặng hơn, có thể là gây ra nhiễm khuẩn ở trên thận, nhiễm khuẩn huyết, vi khuẩn có thể nó sẽ đi vào trong máu, hoặc là nhiễm khuẩn vào trong cái đường dẫn tinh, ví dụ như gây viêm tinh hoàn, hoặc là viêm của tuyến tiền liệt, hoặc là viêm của cái tử cung và buồng trứng, và dẫn đến tình trạng vô sinh. Đó là những cái mà biến chứng mà cần phải quan tâm.